Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Giọng nói này vừa vang lên thì Châu Hoài Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thì ra đó là giọng nói của Hàn Công Công. Chàng biết rằng lão già này ngoài miệng mặc dù nói nghe có vẻ khắc bạc, nhưng ở trong lòng thì lại nhân từ. Chàng nói, bên ngoài gió lạnh, xin tiền bối bước vào bên trong đàm đạo. Có tiếng cười khà khà của Hàn Công Công bay vào và ông ta nói, ta không muốn ngồi ngang mặt với Phường Bảo Phiêu bất tài. Mi hãy ra đây đi, bằng không thì con Vạn Lý Phi Giao Nhất Điểm Hồng này của ngươi sẽ không còn nữa. Câu nói càng về sau thì càng nhỏ dần. Đến chỗ rốt cuộc thì giọng nói đã hòa lẫn ở trong sương khuya rồi mất hẳn. Cháu Hoài Ngọc chưa biết ứng biến như thế nào cho ổn, thì từ phía xa xa có tiếng hí của con Tiết Long đưa đến. Tiếng hí trầm buồn u uất dường như báo cho Châu Hoài Ngọc một tin chẳng lành. Châu Hoài Ngọc giật mình đánh thoát, chàng tức thì liệng mình ra bên ngoài cửa sổ, thoát đi nhanh như gió. Rảo mắt nhìn quanh, thấy ba bên bốn bề vắng vẻ, không còn bóng dáng của lão Hàn Công Công đâu nữa. Châu Hoài Ngọc tức thì chạy như bay về phía tàu ngựa, chỗ giữ con Tuyết Long. Từ xa xa chàng đã trông thấy những người đứng gác lao nhào lố nhố, vội vàng tăng sức đến nơi mới hay rằng vừa rồi có một gã béo mà lùng bất thần xông vào đánh cắp con Tuyết Long đó. Trong lòng cả sợ, nhưng chàng biết chắc rằng người xuống tay kia chính là Hàn Bảo Phi chứ không còn ai xa lạ. Biết việc chẳng lành, chàng vội vã quay trở lại định báo tin cho Châu Thiên Lộc và Dương Tiểu Hồng được biết. Nào ngờ đâu vừa quay đầu nhìn ra thì Dương Tiểu Hồng đã tất tả chạy đến rồi nàng nói, Châu huynh không xong. Nói rồi trao một tờ giấy hoa tiên cho chàng. Châu Hoài Ngọc tức thì liếc xuống đọc nhanh, thấy trên tờ giấy đó đề ngoằn ngoèo một dòng chữ rằng, muốn lấy lại Vạn Lý Phi Giao phải giao trả Kiến Dược Phong Bì. Châu Hoài Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm, nghĩ rằng họ sợ dĩ bắt con ngựa quý đi chỉ vì có dạ muốn đánh đổi viên thuốc quý chứ chẳng phải vì lòng tham. Ở bên dưới lại có một hàng chữ nhỏ, gặp mặt tại miếu Thành Hoàng bên triền đồi Kỳ Khâu. Dương Tiểu Hồng hỏi, đồi Kỳ Khâu ở đâu vậy? Châu Hoài Ngọc trả lời, muốn biết địa lý vùng này phải hỏi Trương Cung lão tiền bối. Thế là Châu Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng cùng nhau trở lại để tìm Trương Cung. Lúc bấy giờ mọi nơi đã được báo động cho nên đèn đuốc nổi lên sáng giới. Hoàng Hà Tam Cái đồng ngồi lại trung tâm đại trại nghe báo tin về việc có người lạ đột nhập vào doanh trại bắt con Tuyết Long đi. Thấy Dương Tiểu Hồng và Châu Hoài Ngọc hớt hải bước vào trình bày đầu đuôi công việc cho Hoàng Hà Tam Cái nghe, ba người này thấy đều kinh dị vì không ngờ rằng Hàn Công Công lại chơi khăm như thế. Trương Cung nghe nói đến Kỳ Khâu, đèn câu mài nghĩ ngợi dây lâu rồi ông ta mới nói, triền đồi Kỳ Khâu cách đây 15 dặm về hướng tây bắc, nơi ấy quả thật có một ngôi miếu Thành Hoàng, như vậy có đi thì phải cẩn thận cho lắm mới được. Lưu Toàn lúc này nói, lão già Hàn Công Công ngang nhiên xông vào danh trại của chúng ta đã là một điều lỗi, nay lại vô cho Châu công tử đến đồi Kỳ Khâu, ta e cho lão ta dùng cái điệu hổ ly sơn để làm việc không chính đáng. Vậy thì Châu công tử đi trước rồi chúng tôi sẽ lục tục theo sau. Câu chuyện tới đây thì Châu Thiên Lộc bước vào. Ông ta tiến thẳng về phía Lưu Toàn, phụ nhĩ mấy câu. Rồi gương mặt của Lưu Toàn tức thì khẩn trương vô cùng. Châu Hoài Ngọc thầm nghĩ,
Chắc có lẽ bác của mình báo tin việc Hàn Công Công nói câu vừa úp vừa mở ban nãy. Nhìn sắc mặt của Lưu Toàn càng lúc càng ra chịu lo lắng, và Hoàng Hà Tam Cái sầm sì bàn tán lẫn nhau, dường như có một điều gì đó hệ trọng lắm. Châu Thiên Lộc bỗng cất tiếng nói: theo thiện ý thì Hoài Ngọc nên tới trước để xem vấn đề ra sao đã. Hoàng Mậu cũng xen lời: phải, Châu công tử nên đi trước, còn chúng ta thì theo sau. Châu Hoài Ngọc nghe nói liền vội vã trở ra ngoài, lên lưng một con tuấn mã màu vàng, đoạn ra roi theo hướng Trương Cung đã chỉ định. Dương Tiểu Hồng nài nỉ đòi theo, nhưng Hoài Ngọc khuyên nàng ở lại, và Châu Thiên Lộc cũng nói: nghe nói đồi Kỳ Khâu hiểm trở vô cùng, chi bằng Dương cô nương hãy ở lại, để chúng tôi theo yểm trợ, cũng thừa sức đối chọi với lão già họ Hàn kia. Châu Hoài Ngọc đi thẳng bao lâu thì Châu Thiên Lộc cùng Quan Mẫu và Trương Cung cũng cất gót theo sau. Phần của Lưu Toàn thì ở lại để giữ trung quân. 15 dặm đường tuy chẳng bao xa, nhưng mà Châu Hoài Ngọc đến nơi thì trời cũng đã rừng sáng. Giữa cảnh lờ mờ trong sương khuya, chàng đã trông thấy trước mặt của mình có một ngọn đồi thoai thoải. Cứ theo lời của Trương Cung thì ngọn đồi phía trước mặt kia chính là Kỳ Khâu, và ở giữa sườn đồi lại có một ngôi miếu thành hoàng. Gió tâu của Châu Hoài Ngọc nện mạnh trên khoảng đường gập ghềnh khúc khuỷu. Lên được lưng chừng đồi thì chàng trông thấy một mái chùa cong vút ló lên bên trên tàn cây sầm uất. Bẻ cương cho đi thẳng vào cổng chùa, thấy tư bề không một ánh đèn khuya. Chỉ mấy tiếng gà rừng gáy lên văng vẳng đâu đây, và phía đằng đông bây giờ đã rạng ánh hồng. Chàng không dám đường đột vào chùa trong khi trời tranh tối tranh sáng. Châu Hoài Ngọc đánh ngựa đi vòng chung quanh chùa để khảo sát địa thế. Chàng nhận thấy ngôi chùa này tuy nhỏ nhưng kiến trúc tinh vi, dưới ánh sáng lờ mờ, quả thật thấy có đề ba chữ to tướng trước ngưỡng cửa là Thành Hoàng Miếu. Để ý nhìn kỹ xem thấy có dấu chân ngựa chung quanh hay không. Châu Hoài Ngọc vừa khám sát kỹ thì bất giác kinh tâm tán đổn, vì xung quanh chùa có rất nhiều dấu chân ngựa dày xéo lên nhau. Dấu chân hãy còn mới ràng ràng, chứng tỏ rằng nơi đây có rất nhiều người đang cởi ngựa dày xéo chung quanh ngôi chùa này. Càng nghĩ càng kinh, chàng cho rằng hai ông cháu của Hàn Công Công thì chỉ là hai người, nếu thêm vào vết chân của con Tuyết Long nữa thì bất quá chỉ là ba con ngựa là cùng. Chớ sao lại dấu chân này chứng tỏ có hơn 30 con. Châu Hoài Ngọc vội vàng tiến đến trước cửa rồi gọi to: có Hàn lão tiền bối ở trong chùa hay không? Ta là Châu Hoài Ngọc đến viếng đây. Tiếng nói của chàng to lắm, nhưng chỉ có tiếng đồng vọng chung quanh trả lời mà thôi. Còn ở trong chùa thì im lìm vắng vẻ. Châu Hoài Ngọc nghĩ thầm: Hàn Công Công là một bậc võ lâm tiền bối, chẳng lẽ nói chẳng nhớ lời hay sao? Việc này có điều gì đó quái lạ và bí ẩn. Nghĩ đoạn chàng không do dự, tức thì bay mình xuống ngựa, buộc vào một gốc cây cổ thụ, đoạn bước tới đẩy nhẹ hai cánh cửa của chùa. Theo đà tay, hai cánh cửa to lớn từ từ mở rộng, thì ra bên trong không có cài then. Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng lùa vào, Châu Hoài Ngọc tức thì kêu lên một tiếng rồi thối lùi hai ba bước. Thì ra bên trong vừa bày khai một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Bàn thờ ngã đổ tứ tung, binh khí ném loạn xạ, trên mặt đất máu me be bết, nằm ba cái xác chết nằm chồng chất ngổn ngang. Dưới ánh nắng ban mai, Hoài Ngọc trông thấy dấu máu hãy còn mới ràng ràng. Đúng là trận ác chiến này vừa diễn ra chẳng được bao lâu. Chàng dừng chân lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Lâu lắm thính giác của chàng không nghe thấy điều chi khác lạ, chỉ nghe thấy những tiếng mũi kêu do da khi trời sáng, ngoài ra không có hơi thở của một người nào còn sống. Chừng ấy chàng mới vững dạ cúi xuống lật mặt từng người lên rồi xem. Bỗng chàng giật mình đánh thót, vì trông thấy trong đám xác chết có một người béo mà lùn. Hoài Ngọc vội vàng tức tốc thò tay ra lật ngửa cái xác chết, và lần này thì ở trong lòng chàng đau như cắt, lại kêu lên một tiếng kinh hoàng.
Thì ra người béo và lùn kia chính là Hàn Bảo Phi, con người mê ngựa. Hoài Ngọc vội vã rảo mắt nhìn quanh, cố ý tìm xác của Hàn Công Công, nhưng chẳng thấy đâu cả, mà thấy chỉ toàn là xác của những người trai tráng, thịt bắp dài u. Cho Hoài Ngọc vội vàng đi sâu vào trong đại điện, khảo sát kỹ từng chỗ một, thử xem có phát giác ra điều chi mới lạ hay không. Nhưng vừa bước đi được chừng hai ba bước thì bên tai của chàng lại vang lên những tiếng chân người văng vẳng. Ở nơi đây là sơn lâm thanh tịnh, cho nên tiếng động nghe rất là rõ ràng. Chàng lắng tai nghe kỹ, bất giác ở trong lòng bớt lo, vì rằng trong những người tiến lần về phía này có một người bộ pháp nhẹ nhàng, nghe ra thật là quen thuộc, đó là khinh công đặc biệt của dòng họ Châu. Quả thật không bao lâu thì những bước chân ấy đã dừng lại trước cổng chùa. Rồi một người chạy nhanh vào trước cửa, có lẽ họ trông thấy cảnh tượng kinh hoàng đó nên đồng đứng khựng lại. Cho Hoài Ngọc vội vã bước ra, trông thấy trước ngưỡng cửa có ba người đứng dạng hàng ngang thành hình chữ nhật, đó là Trương Cung, Quan Mậu và Châu Thiên Lộc. Quan Mậu lúc này cất tiếng hỏi: "Châu công tử tới đây hồi nào vậy?" Hoài Ngọc bèn thuật lại đầu đuôi công việc. Quan Mậu ứng biến nhanh lắm, ông ta nói: "Vậy thì có lẽ bọn người kia đã xuống tay đánh cướp con Tuyết Long đi rồi." Cho Hoài Ngọc nghe qua kinh hoàng thất sắc. Chàng nghĩ nếu rằng con Tuyết Long mà lọt vào tay của đám người tàn ác như vậy thì thật là khó lòng mà lấy lại cho được. Phen này không biết làm sao mà ăn nói với Đồ Long ban chủ cho xong. Còn đang bàng hoàng thì Châu Thiên Lộc đã phân: "Chúng ta hãy tìm xem dấu vết chung quanh đã, tất nhiên sẽ khám phá ra hành tung của bọn chúng." Quan Mẫu trong lòng nóng như lửa đốt, vì ông ta vừa nghe lão Hàn Công Công cho hay cái bang đang lâm đại nạn. Bởi nguyên nhân đó mà ông ta muốn tìm gặp cho đích xác. Quan Mẫu nghe Châu Thiên Lộc nói, chưa dứt câu thì tức quay trở ra ngoài. Bốn người dùng bộ pháp khinh công mà đi xung quanh chùa. Ba vị võ lâm tiền bối này đều là những người lịch lãm, nên cứ trông vào dấu chân ngựa dài xéo trên mặt cỏ thì cũng đủ biết nơi đây vừa xảy ra một trường chiến đấu vô cùng quyết liệt. Trường Cung bỗng lên tiếng máy: "Thôi rồi, chắc chúng nó rút lui về hướng đông nam rồi." Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Trương Cung đang cúi đầu sát đất để quan sát vô cùng tỉ mỉ. Ba người kia đồng bước tới bu quanh. Quả thật trông thấy một hàng gió câu từ từ lui dần về hướng đông nam. Quan Mẫu lúc này cũng nói: "Bây giờ chúng ta hãy theo dấu cho gấp, biết đâu lão già họ Hàn quả bất địch chúng đang gặp nguy cơ. Trong người tới cứu như nắng hạn gặp mưa rào vậy." Châu Thiên Lộc nói: "Phải, bây giờ phải đi nhanh mới kịp." Châu Hoài Ngọc trông thấy ba vị võ lâm tiền bối đều không dừng ngựa, nếu một mình chàng đi ngựa thì trông ra thật là thất lễ. Nghĩ vậy cho nên Châu Hoài Ngọc cũng tạm thời bỏ con ngựa của mình lại, chỉ dùng chân không mà đi chung với ba tay cao thủ. Trương Cung là người thành thuộc địa thế cho nên đi trước, còn ba người này lục tục theo sau. Trương Cung trông thấy vết ngựa càng đi lên cao, khi đến chỗ chót vót của ngọn đồi thì lại vòng sang hướng tây nam. Hướng tây nam đây là cánh đồng bằng chạy mút mắt. Quan Mậu thấy vậy mới bảo cho những người đồng hành đều dừng chân đứng lại, mà trông về phía tận chân trời xa, thử xem có nhìn thấy hình bóng chi khác lạ hay chăng. Ba người đồng hành nghe qua hữu lý nên đồng dừng chân đứng lại, lợi dụng địa thế đang đứng từ ở trên cao hơn, họ nhìn thẳng xuống một cánh đồng bằng phẳng xanh rì đang lấp loáng dưới ánh nắng ban mai. Họ đều nhìn thật lâu. Trong bốn người này thì Châu Hoài Ngọc là người công lực thấp nhất, cho nên nhìn mãi mà chỉ thấy toàn là ánh nắng nhảy múa giữa đồng xanh. Nhìn thấu ra thật xa thì mới thấy có một dãy núi mờ mờ chắn ngang ở trước mắt. Bỗng lúc này Trương Cung kêu to lên: "Này chư vị cố nhìn cho kỹ xem, dường như ở đằng phía xa xa có..." Châu Thiên Lộc nghe giọng nói của Trương Cung có vẻ như là yếu ớt, bèn vận dụng hết nhãn lực của mình ra xem. Quả thật ông ta thấy giữa đám rừng xa mù mịt,
Cách đó chừng 5 dặm đường, như có một người đang đấu chiến với nhau. Châu Thiên Lộc bèn nói: "Ta thấy dường như có người đang chiến đấu lẫn nhau đó. Dường như có thấy ánh sáng của binh khí va chạm vào nhau bắn ra tung tóe kìa." Lão già Quan Mậu là người có công lực cao thâm nhất ở trong 4 người này. Nãy giờ ông ta không dám nói chuyện phân tâm, vì một con người đang dẫn hết sức lực của mình ra nhìn xa mà lại nói thì tất nhiên công lực của mình sẽ bị phân tán đi. Ông ta chỉ đưa tay ra dấu. Trương Cung là người đã theo chân của Quan Mậu lâu năm, cho nên chỉ nhìn thoáng qua dấu hiệu của Quan Mậu thì cũng đủ biết ông ta đang trông thấy nhiều người. Gương mặt của Quan Mậu lúc bấy giờ trông thật là quắc thước. Bao nhiêu sức lực của ông thảy đều dồn lên cặp nhẫn tuyến, cho nên mắt lộ hào quang, trông thật là dữ dằn. Ông nhìn sững thật lâu mới thấy sắc diện từ từ dịu lại. Ông nhắm nghiền cặp mắt để định thần rồi mới nói: "Quả thật có nhiều người đang đấu chiến với nhau, phần đông đều dùng ngựa." Trương Cung lúc này nhảy lên nói: "Vậy thì chắc đoàn người này từ ở trong miếu đi ra, vì vết chân ngựa hướng theo hướng đó." Thế là 4 người trổ thuật phi hành đi thẳng về hướng đó, nhanh như là một trận cuồng phong. Đi càng gần đến nơi thì Quan Mậu càng trông thấy tỏ rõ. Quả thật giữa đám ruộng xanh đang có nhiều người dùng binh khí, đang dây đánh tưng bừng. Người bị dây đánh thì không trông rõ, nhưng hình ảnh ấy đập vào mắt của Quan Mậu từ lâu mà Hoài Ngọc vẫn còn chưa trông thấy. Nhưng nhờ thính giác của chàng bén nhạy, cho nên nghe thấy văng vẳng có tiếng binh khí va chạm vào nhau, chứng minh cuộc chiến đang hồi quyết liệt. Trong thâm tâm của Châu Hoài Ngọc còn đang lo lắng, thì chợt nghe Châu Thiên Lộc hô to: "Thôi phải rồi, chính là Hàng Công Công lâm nạn." Châu Hoài Ngọc chân không dừng bước, nhưng định thần nhìn về phía trước, trông thấy có gần 30 người cưỡi ngựa, dùng toàn binh khí dài, đang dây đánh Hàng Công Công tưng bừng mạnh liệt. Hàng Công Công lúc bấy giờ mình ngồi trên một con ngựa màu vàng, thân hình của nó mặc dù to lớn, nhưng dưới sự bao vây của 30 tay cao thủ, làm cho bước chân của nó bây giờ rối loạn chứ không còn linh động được nữa. Phần Hàng Công Công thì râu tóc rối bời, chiếc áo trắng của ông ta dính toàn là máu hồng, trên vai lại bị chém một đường thật dài, trên đùi cũng bị một vết thương, máu đào không ngừng ứa ra. Châu Hoài Ngọc tức giận tràn hông thét lên một tiếng lẫy lừng: "Hàng Công Công yên chí, có chúng tôi tới đây." Câu nói của chàng vừa dứt thì Quan Mậu đã xông thẳng vào trong vòng dây. Thừa lúc bọn chúng đang đánh hăng say, ông ta tung ra một chưởng đánh vào hông của một tên đứng ở ngoài vòng, đoạn bay mình lên ngựa của nó. Trong một cái nhấp nháy đó, bàn tay trái của ông cũng tước nhanh thanh trường mâu trên tay của hắn. Thế là binh khí vào tay, không khác chi là hùm thiên chắp cánh. Quan Mậu vỗ ngựa lướt tới, đâm một đường ác liệt vào hậu tâm của một người. Người này mặc dù đang hăng say chiến đấu, nhưng khi nghe thấy sau lưng của mình có tiếng gió lạ rít lên, tức thì dòng thanh đại đao chém vòng ở phía hậu tâm một đường tuyệt mỹ. Hai món binh khí dài và ngắn chạm vào nhau, vang lên một tiếng rợn người. Và hai người đồng nghe thấy hổ khẩu của mình tê rần, bốn mắt bất giác nhìn nhau nảy lửa. Nhưng đến khi hình ảnh của Quan Mậu vừa đập vào mắt của hắn ta thì hắn ta tỏ ý kinh mang. Thì ra Hoàng Hà Tam Cái vốn lừng danh ở phương Bắc, người ở trong làng võ ai cũng nghe đến thinh danh. Nay trước mặt của hắn hiện ra một lão già đầu tóc bạc phơ, áo quần lam lũ, nhưng nội lực lại hùng hồn, thì hắn ta tức thì tinh nghi đây là một trong Tam Cái. Trong lúc hai người còn đang chiến đấu quyết liệt thì Trương Cung đã bay mình tới. Ông ta trổ ra một đòn trảo công chộp vào bả vai của người ngồi trên một con ngựa bạch. Cái chộp của ông ta quá ư thần tốc, làm cho người ngồi ở trên ngựa tức thì đã rơi xuống ngựa. Ngay lúc đó ông ta bồi thêm một đá thần tốc làm cho tên này lộn mèo xuống đất. Thế là Trường Cung cũng đã nghiễm nhiên ngồi trên mình ngựa. Nhìn sang bên kia thì Châu Thiên Lộc cũng đã cướp được một con ngựa của đối phương mà tham gia vào vòng chiến. 3 người này thảy đều là võ lâm lão tiền bối, cho nên xuất thủ nhanh nhẹn vô cùng. Chỉ trong nháy mắt họ thảy đều có ngựa.
Chỉ có mỗi một mình Châu Hoài Ngọc thì chưa hạ thủ. Bởi vì chàng còn đang rảo mắt nhìn quanh để tìm con Tuyết Long. Nhưng hỡi ơi, con Tuyết Long nào đâu chẳng thấy. Châu Hoài Ngọc lên tiếng hỏi: "Thưa Hàng tiền bối, con Tuyết Long đâu?" Hàng Công Công vừa chống cự vừa trả lời: "Đồng bọn của bọn họ vừa mang đi rồi." Châu Hoài Ngọc giật mình đánh thoát, vì Hàng Công Công bận trả lời câu hỏi của chàng nên lại bị trúng một roi vào bả vai, làm cho ông ta quằn quại trên lưng ngựa. Châu Hoài Ngọc thét lên một tiếng bay mình tới tấn công vào hữu biên của người đối diện với Hàng Công Công. Người này còn đang đắc chí, chợt nghe thấy hữu biên của mình gió dậy rào rào, có một chiếc bóng xanh mờ bay tới. Người này chưa tới thì cương phong đã tới, nội lực thật là lợi hại. Vì vậy cho nên hắn ta tức thì thu hồi ngọn roi trên tay để đánh vòng sang hữu biên mà chặn đầu Châu Hoài Ngọc lại. Trước khi tấn công, Châu Hoài Ngọc chỉ chờ đợi có bao nhiêu đó. Chàng chờ cho ngọn roi của đối phương vừa bay tới trước mặt của mình, tức thì xòe năm ngón tay ra bắt lại. Người cầm roi thật không ngờ đối thủ của hắn lại táo bạo đến như vậy. Hắn ta vội vàng truyền công lực tì vào cán roi rồi chạy thẳng ra đầu ngọn roi, làm cho tầm tấn công thu ngắn chừng năm tấc, ngõ hầu tránh đi cái chộp của Châu Hoài Ngọc. Châu Hoài Ngọc thừa thế lúc đối phương thu tay trở về, tức thì thò mũi dài ra móc lấy sợi đai yên ngựa. Chỉ nhờ một chút tiếp xúc đó mà thân hình của Châu Hoài Ngọc tức thì luyện tới như là một con diều hâu đớp mồi. Đối thủ của Châu Hoài Ngọc không ngờ chàng lại có một lối khinh công táo bạo đến như thế. Vừa kịp giật mình thì thân hình của chàng đã lao tới trong gang tấc. Chưa kịp ứng biến ra sao thì từ ở trong ống tay của chàng tức thì bay ra một mũi thiết bút phán quan. Thiết bút phán quan là vũ khí sở trường của chàng, này mang ra sử dụng trong lúc sáp lá cà cận chiến thì đắc thế không biết dường nào. Ánh thép vừa loáng lên thì quyệt đào trung trước mặt của người này tức thì bị điểm đòn, làm cho hắn ta ngã ngửa trên yên ngựa. Dùng bàn tay tả khoát mạnh một cái, thân hình của đối phương vừa bị đánh trúng quyệt đạo nên cứng đờ ra, hễ bị khoát tức thì rơi ngay xuống chân ngựa. Thế là Châu Hoài Ngọc cũng nghiễm nhiên ngồi trên lưng ngựa, nhưng chỉ thiếu có một món binh khí dài. Chàng đảo mắt nhìn quanh để tìm đối tượng. Vừa đúng lúc ấy thì từ ở hướng đông chợt có một người vỗ ngựa lướt tới. Đó là một người tuổi độ tứ tuần, trên tay của hắn đang cầm một cây phương thiên quả kích. Châu Hoài Ngọc trong dạ mừng thầm nghĩ rằng hồi nào đến giờ mình chưa bao giờ sử dụng món binh khí này, nhưng đó là chúa tể trong các món binh khí. Ý niệm này vừa thoáng hiện lên thì người ấy đã lướt tới hùng hổ, chém ngang hông của Châu Hoài Ngọc một kích theo đòn hoành tảo thiên quân. Lúc bấy giờ trong tay của Hoài Ngọc chỉ là một ngọn thiết bút phán quan, là loại vũ khí ngắn, nên không thể nào chống trả với một món binh khí dài và nặng nề. Tình thế bắt buộc làm cho Châu Hoài Ngọc phải rạp mình trên yên ngựa. Nào hay đâu tên sử dụng thiên phương quả kích đây cũng là một tên cáo già trong làng võ. Hắn trông thấy Châu Hoài Ngọc vừa cướp được ngựa, biết rằng trên tay của chàng chưa có vũ khí dài, cho nên mới dùng đòn hoành tảo thiên quân để dồn ép Châu Hoài Ngọc phải mộp người ở trên ngựa. Vừa thấy Châu Hoài Ngọc trúng kế của mình, đòn hoành tảo thiên quân của hắn không chịu dùng hết. Mà khi ngọn kích vừa ngang qua lưng thì hắn bỗng thình lình đổi chiêu từ trên đánh thẳng xuống. Lối tấn công tráo trở ngược xuôi như thế làm cho Châu Hoài Ngọc lập tức rơi vào vòng nguy hiểm. Nhưng Hoài Ngọc vốn là một người thông minh mà lại liều lĩnh, cho nên vừa trông thấy món vũ khí nặng nề của đối phương từ trên đánh úp xuống, tức thì thúc ngựa giọt tới như bay. Lẽ ra thì Châu Hoài Ngọc phải tháo ra ngoài vòng chiến, rồi sẽ tùy cơ ứng biến mà liệu lượng sau. Nhưng chàng lại bẻ cương cho ngựa đâm sầm vào mình của đối thủ. Người cầm thương phương quả kích này không ngờ Châu Hoài Ngọc lại táo bạo đến như thế. Hắn ta vừa hoang mang thì hai ngựa đã gần kề. Thiên phương quả kích sử dụng khi hai người còn ngồi ở trên lưng ngựa thì trở nên đắc thế. Nhưng một khi Châu Hoài Ngọc dùng phép đánh sáp lá cà như vậy thì quả kích đã trở nên một món binh khí vướng tài vướng chực. Đôi mắt của người này chưa kịp nháy thì mũi nhọn của thiết bút phán quan đã kề sát huyệt thái dương, tình trạng thập phần nguy cấp. Người cầm
Thiên phân quả kích này chỉ còn có cách lách đầu né tránh, nhưng Châu Hoài Ngọc đã lợi dụng thời cơ mà nắm phần thủ động. Chàng cấu tiếp dội đạp mình vào yên ngựa của mình rồi phi thân bay vụ sang lưng ngựa của đối phương. Mũi nhọn của thiết bút phán quan vừa đâm ra tức thì thay đổi chiều, nhắm ngay vào huyệt ngọc trầm sau gáy của hắn ta. Người cầm quả kích chưa kịp ứng biến ra sao thì thân hình của hai người đã gần kề sát bên nhau trong gang tấc. Châu Hoài Ngọc bất chấp đòn thiết bút của mình có trúng hay không, chàng dùng ngay khuỷu tay trái của mình đánh vào hông của đối phương một đòn sấm sét. Cái khuỷu tay của Châu Hoài Ngọc sử dụng trong lúc nổi giận thật là mạnh mẽ vô cùng. Người này trúng đòn đánh bóp một tiếng, tức khắc gãy lọi hai xương sườn rồi sa mình xuống ngựa. Trong lúc đó thì Châu Hoài Ngọc đã dùng ngọn thiết bút phán quan đỡ nhẹ cây quả kích cho vào ở trong mình. Thế là chỉ trong một cái nháy mắt, Châu Hoài Ngọc vừa được một món binh khí dài mà nặng, lại còn được một con ngựa xứng với môn binh khí này. Binh khí vào tay Châu Hoài Ngọc gầm lên một tiếng vô cùng đắc chí, chàng thét hỏi: "Này Hàng Công Công, bọn này là thuộc môn phái nào?" Thì ra kể từ lúc bọn họ đến đây đến giờ, tình thế luôn luôn căng thẳng. Bọn người này dùng toàn những phương pháp sấm sét chẳng kịp bưng tay để giành lấy những con ngựa và vũ khí, nên chẳng ai rảnh rỗi hỏi chuyện. Lúc bấy giờ Hàng Công Công đã xuất huyết quá nhiều, hơi thở dồn dập, lại bị không biết bao nhiêu là kẻ tấn công tới tấp nên nói chẳng ra hơi. Châu Hoài Ngọc vừa phát giác tức thì vỗ ngựa xông tới tiếp tay với Hàng Công Công. Ngựa của Châu Hoài Ngọc vừa bay tới tức thì một người lực lưỡng tay cầm trường mâu xông ra ngăn cản. Nhưng nhờ chàng quấy rối cho nên Hàng Công Công mới được dịp hở tay ông ta nói: "Không biết bọn này nguồn gốc ở đâu?" Nói tới đây ông ta ngừng lại một chút vì phải chống đỡ một đòn dữ dội. Lâu lắm mới nghe ông ta nói: "Ta cướp được con tuyết long vừa ra khỏi doanh trại của cái bang thì ôi trời ơi." Ông ta nói tới đây thì phân tâm, nên lãnh lấy một giảng vào hậu tâm làm cho câu nói phải gián đoạn. Ông ta lại chống đỡ thêm một đao rồi lại nói tiếp: "Ra khỏi trại của cái bang chừng 50 trượng thì phía sau có người theo dõi." Ông ta nói tới đây rồi lại đứt đoạn, vì đang lâm nguy. Lúc bấy giờ ba vị cao thủ kia cũng đều nóng lòng muốn nghe câu nói của Hàng Công Công nên áp tới tiếp tay. Bởi vì là bốn tay cao thủ đều tập trung mũi nhọn vào đây, cho nên Hàng Công Công mới giảm khinh được phần nào áp lực. Nhờ đó cho nên ông ta mới nói tiếp: "Ta ngỡ là người trong cái bang đuổi theo nên cùng với Hàng Bảo Phi gia tăng tốc độ để cho lạc dấu. Thừa lúc chạy đến một nơi rậm rạp tùm, ta quất ngựa cho đi nhanh qua một vòng, lại theo đường chữ chi. Quả thật không bao lâu thì mất dấu. Thế là ta cùng với Bảo Phi tiến dần về ngọn đồi Kỳ Khâu, vào miếu Thành Hoàng để chờ Hoài Ngọc đến, để hầu ước hẹn lấy viên thuốc kiến dược phong bì đánh đổi với tuyết long. Nào hay đâu vừa lọt vào miếu Thành Hoàng, vừa buộc xong con tuyết long vào trên bệ thờ thì chợt nghe ở trên mái ngói có một người nói: ta có việc cấp bách cần mượn con tuyết long dùng đỡ trong vài hôm, phiền nhiệm vị cho mượn đỡ đi." Bảo Phi nghe nói giật mình định thân lên mái ngói, nhưng mà lời nói của Hàng Công Công tới đây thì lại gián đoạn vì đối phương tấn công dồn dập. Trương Cung thấy vậy mới vũ lộng thần quai thét lên một tiếng đánh ngã hai tên đối phương. Nên Hàng Công Công mới kể tiếp: nhưng liền khi ấy có một người bay mình vào ở trong chánh điện, đó là một lão già tuổi độ lục tuần. Nói tới đây Hàng Công Công bỗng đưa tay chỉ về phía một lão già mặt đỏ. Hàng Công Công nói tiếp: người ấy chính là tên này. Lão già mặt đỏ cười ha hả nói: phải, chính là ta. Chính ta đã theo dõi nó từ trong danh trại của cái bàn cho đến miếu Thành Hoàng đó. Quan Mậu nghĩ tới đây trong lòng lo lắng nghĩ thầm: vậy thì thằng cha mặt đỏ này đã rình mò ở trong đại quân ta từ lâu lắm, nhưng không biết hắn tên gì. Còn đang thắc mắc thì Hàng Công Công đã nói: hắn tự xưng là Hồng Diện Lan Quân. Hồng Hà Nhị Cái và Châu Thiên Lộc đồng một loạt tập trung nhãn quan về phía Hồng Diện Lan Quân. Cả ba đều đồng thầm ở trong dạ: thì ra người này là cao thủ của Mình Giáo. Và mãi đến bây giờ cả ba người mới phát giác ra sắc phục của bọn này.
Bề ngoài tuy khác nhau, bên trong cổ áo đều ló ra một lớp áo màu trắng. Đó là đồng phục của Minh Giáo. Trong bốn người đuổi theo đây, chỉ có mỗi một mình Châu Hoài Ngọc thì cau mày suy nghĩ. Không biết Hồng Diện Lan Quân này là hà phương nhân vật. Nguyên nhân chỉ vì Hồng Diện Lan Quân đây là một nhân vật chuyên hoạt động ở bên trong của Minh Giáo, ít khi xuất đầu lộ diện trong chỗ đông người. Thành thử Châu Hoài Ngọc chẳng nghe thấy tên tuổi của lão ta. Quang Mậu đã đến hồi bực tức, không dằn được nữa, lão ta quát hỏi: người trong Minh Giáo muốn mượn con Tuyết Long làm gì? Hàng Công Công trả lời: lão già Hồng Diện nói thẳng với ta rằng nó cần mượn con Tuyết Long để đi giải cứu đồng bọn của nó đang bị cái bàn dày đánh ngặt nghèo. Trương Cung và Quang Mậu đồng giật mình đánh thoát và nghĩ thầm: thế thì cái bang cùng với Minh Giáo lại xảy ra xung đột. Này muốn biết xung đột tại đâu, nguyên nhân như thế nào, chỉ có một cách là hỏi Hồng Diện Lan Quân. Bằng võ lực nó tự nhiên phải cung khai ra. Quang Mậu chưa kịp mở lời thì Hàng Công Công đã nói tiếp: thằng Bảo Phi yêu con Tuyết Long còn hơn tính mạng của mình, nên nó nhất quyết không cho. Còn đang nói dằn dai ở bên ngoài thì tiếng gió cầu nổi lên rầm rập, rồi thêm 30 tên đồng bọn của chúng lục tục xông vào. Thế rồi chúng ỷ đồng hiếp cô thế, giết thằng Bảo Phi chết một cách bi thảm. Nói tới đây thì giọng ông ta nghẹn ngào bi thiết nói tiếp: thằng Bảo Phi thương con Tuyết Long bao nhiêu thì ta thương thằng Bảo Phi bấy nhiêu. Vì thế cho nên ta mới liều chết mà đuổi theo bọn chúng đến chỗ này. Ta phải lấy mạng của thằng Hồng Diện Lan Quân đòi mạng cho thằng Bảo Phi. Câu chuyện đến đây thì đã chấm dứt. Hoài Ngọc những tưởng rằng Hàng Công Công sẽ quật cường trỗi dậy tấn công lão Hồng Diện Lan Quân, ngõ hầu thực hành lấy mạng đổi mạng. Nào hay đâu ông ta vừa nói tới đây thì bỗng nhiên rủ người ra nằm dài trên yên ngựa. Thừa một dịp mai hiếm có đó, một tên ở trong bọn Minh Giáo tức thì dung ngọn roi chính khúc ra đánh thẳng vào lưng ngựa. Chiều dài của ngọn roi này vươn ra thật xa, người cầm roi lại đánh rất là chính xác, làm cho Hàng Công Công lại trúng thêm một đòn dữ dội. Con tuấn mã của Hàng Công Công lãnh lấy một roi đao điến, làm cho nó nhảy dựng lên. Và lạ lùng thay, người như Hàng Công Công mà lại sa xuống ngựa một cách dễ dàng. Thì ra Hàng Công Công vì tuổi già sức yếu, chiến đấu tới đây thì sức đã cồn lực đã kiệt. Chẳng khác chi là một ngọn đèn đã cháy hết dầu. Trong mình ông ta chẳng còn một chút hơi sức nào nữa. Nên thân hình của ông ta không khác chi là một con người làm bằng giấy. Vì vậy trúng phải một roi của đối phương tức thì rơi xuống ngựa. Châu Hoài Ngọc nghĩ thầm rằng chỉ vì mình dùng võ lực mượn cho kỳ được viên thuốc kiến dược phong bì, làm cho hai ông cháu của nhà họ Hàng phải chết một cách thê thảm như thế. Trong lòng quốc khí sung thiên, chàng vỗ ngực xông thẳng về phía Hồng Diện Lan Quân rồi quát: người phải đền mạng cho hai ông cháu họ Hàng. Hồng Diện Lan Quân cười ha hả và nói: thật là anh hùng hảo hán. Này thằng Bạch Diện thư sinh kia, mày giấu Tiểu Hồng quận chúa trong cái xó nào hả? Mang ra đây bằng không thì. Vừa nói tới đây thì Trường Cung đã xông tới đánh ngang hồng hán một đòn hung bạo. Hồng Diện Lan Quân vừa nghe tiếng gió rít lên thì loan vũ khí ra đón đỡ. Vì vậy cho nên câu nói bị gián đoạn thình lình. Hồng Diện Lan Quân va chạm với Trương Cung một đoàn, nghe thấy nội lực của người này mạnh lắm, trong lòng nghĩ thầm: trong đoàn người nhân số tuy đông nhưng thái đều thuộc hàng lục tục thường tài, còn bốn người mới đến đây thái đều thuộc hàng cao thủ, bất cứ một người nào giao chiến tay đôi với ta cũng đều khó lòng thủ thắng. Cuộc diện này càng kéo dài thì càng bất lợi, chi bằng ta dùng một chước hầu để thoát thân là hơn. Nghĩ đoạn lên tiếng nói: bọn chúng bày quả thật muốn lấy đồn hiếp người cô thế. Quang Mậu cười giòn tan trả lời: người trong Minh Giáo ăn nói thật là hồ đồ. Rõ ràng nhân số của bọn mi nhiều hơn không biết bao nhiêu, cớ sao lại dám bảo rằng lấy đồn hiếp ít hả? Hồng Diện Lam Quân nói: nhà ngươi nói sai rồi. Nhân số bên ta tuy đông nhưng thái điệu thuộc hàng tầm thường, còn chúng bay đều thuộc hàng cao thủ. Nếu ta không lầm thì hai thằng già đây là người ở trong Hoàng Hà Tam Cái.
Trương Cung cười ha hả nói. Mì đoán đúng lắm. Nói đoạn thông báo tên họ của hai người và vừa định giới thiệu tên tuổi của Châu Thiên Lộc và Châu Hoài Ngọc thì Hồng Diện Lan Quân đã nói. Hai vị này thì ta đã biết rồi. Người này là Tổng Phiêu Đầu Viên An Phiêu Cục. Còn một người là thằng thư sinh mặt trắng nửa đêm vào Thiên Hồng biệt điện cướp đi đàn bà con gái rồi bỏ trốn. Châu Hoài Ngọc thấy không có Tiểu Hồng tại đây bèn mạnh miệng nói rằng. Thiên Kim tiểu thơ, con của một vị giáo chủ mà lại bỏ nhà theo trai như thế thì thật buồn cười. Câu nói này làm cho những người thuộc Minh giáo có mặt tại đây thảy đều tức giận căm gan. Nhưng thấy chủ tướng của mình đang đối thoại với người này, ai nấy chẳng dám nói chen vào. Nhưng người nào người nấy thảy đều hầm hầm nhìn Châu Hoài Ngọc dường như muốn ăn tươi nuốt sống chàng vậy. Hồng Diện Lam Quân thấy nếu dùng lời lẽ đối đáp với đối phương thì càng thêm thất thế. Vì cứ nghe thấy những lời bất lợi cho Minh giáo. Lão ta bèn nói. Luận về tài bộ, trong chúng ta chỉ có mỗi một mình ta có thể tạm đối địch với chúng bầy thôi. Còn bốn người này thái đều là đàn em cả. Nói dứt lời cười khà khà ra vẻ đắc chí lắm. Quan Mậu là người nóng nảy nhất, bèn cất tiếng nói. Vậy thì chúng ta chỉ cần đấu tay đôi một trận cho rõ tài cao thấp đi. Hồng Diện Lam Quân trong lòng mừng rỡ nghĩ thầm rằng. Không ngờ lão già này lại gãi đúng vào chỗ ngứa của ta. Đoạn cất tiếng trả lời. Hay lắm, hay lắm. Ta thua thì xin gửi cái đầu lâu lại. Nhưng hắn vừa nói dứt lời thì Quan Mậu đã nói. Bớt tất phải như thế. Nếu mì thua, phải hứa với ta một việc. Hồng Diệu Lan Quân giật mình, không biết lão già này sẽ dùng kế gì đây. Lão ta hỏi. Chẳng hài chúng bày muốn ta hứa điều kiện thế nào? Quan Mậu nói. Mày phải hứa cho ta biết rõ hiện giờ cái bang cùng với Minh giáo đang đấu chiến tại chỗ nào. Hồng Diện Lan Quân cất lên một chuỗi cười hào sảng rồi đoạn nói. Ngỡ rằng chuyện dời non lấp biển. Còn điều ấy thì ta có thể thực hành được. Nhưng nếu các người thua một đòn hay nữa thế thì cũng phải hứa với ta một việc. Quan Mậu hỏi. Việc gì? Hồng Diện Lan Quân trả lời. Mày phải để cho đoàn người của ta rút lui mà không được truy cản. Châu Hoài Ngọc nghe tới đây bất giác nhìn Quan Mậu trân trân thử xem ông này tính như thế nào. Chàng sở dĩ quan tâm chỉ vì bọn này đã bắt mất con Tuyết Long. Nếu buông tha cho hắn đi thông thả thì chẳng khác chi thả chim về trời. Thả cá về sông, biết chừng nào mà mới gặp lại. Ánh mắt của Quan Mậu vừa tiếp xúc với ánh mắt của Châu Hoài Ngọc. Ông ta tức thì thông cảm ngay nỗi lòng của chàng. Ông nói với Hồng Diện Lan Quân một câu dứt khoát. Được, ta không ngăn cản, nhưng mà mi phải trao trả lại con Tuyết Long cho chủ nhân của nó. Hồng Diện Lan Quân bất giác câu mày trả lời. Đã là người luyện võ thì một lời nói ra bốn ngựa khó theo. Ta không thể hứa càng cho xong chuyện. Chỉ vì con ngựa bạch kia hiện giờ có lẽ đã ở ngoài xa trăm dặm rồi. Cái Hoài Ngọc nghe nói trong lòng càng thêm lo lắng, chàng quát to lên. Chúng bày chớ khá cưỡng từ đoạt lý, phải trả ngựa lại cho ta đã. Hồng Diện Lan Quân cả cười và nói. Con ngựa bạch đó nào phải của ngươi? Châu Hoài Ngọc nói. Người trong Minh giáo thật là ngông cuồng đúng mức. Hồng Diện Lan Quân cắt ngang và nói. Mì mới thật là ngông cuồng đúng mức, dám lấy ngựa của Đồ Long Bang chủ chở người tình của Đồ Long Bang chủ. Câu nói này làm cho Châu Hoài Ngọc đôi má đỏ bừng. Châu Thiên Lộc vội vàng đỡ lời. Thôi chẳng nói dài dòng, bây giờ con Tuyết Long ở đâu? Hãy mang ra đây rồi chúng ta sẽ dùng võ công phân tài cao thấp mà chiếm hữu nó có được hay không? Hồng Diện Lan Quân cười ha hả nói. Đã là người luyện võ thì không bao giờ ham chiến lấy của người khác. Chỉ vì chúng ta đang có việc cần kiếp dùng đến nó trong vài hôm đó thôi. Quan Mậu thấy cuộc đối thoại này càng lúc càng kéo dài. E cho bọn Minh giáo sẽ thừa cơ mà làm điều gian trá, nên lên tiếng. Thôi được rồi, chúng tôi tin lời Hồng Diện Lan Quân. Vậy nếu như Lan Quân có thua trong nửa đòn hay là một thế, thì cũng phải dẫn chúng tôi đến chỗ của Minh giáo đang đấu chiến cùng với cái bàn. Thì ra Quan Mậu lúc nào trong lòng cũng canh cánh về chuyện người của Minh giáo sẽ chặn đường cái bàn để làm khó vậy. Sự lo âu của Quan Mậu làm sao tránh khỏi cặp mắt
cáo già của Hồng Diện Lan Quân. Vì vậy cho nên hắn ta càng làm già, cốt để khủng bố tinh thần của Quan Mậu. Lão ta nói, việc này thì lão trưởng khỏi phải nhọc lòng lo lắng, bởi vì đấu chiến tại chỗ nào hay đấu chiến ra sao đi nữa thì Truyền Quốc Ngọc Tỷ cũng đã lá rụng về cội. Bốn chữ Truyền Quốc Ngọc Tỷ không khác gì bốn tiếng sét nổ ngang đầu của hai lão hoàng hà nhị cái, làm cho họ suýt nữa phải sa mình xuống ngựa. Thì ra Truyền Quốc Ngọc Tỷ đây là một viên ngọc vô giá mà chư vị hoàng đế trong các triều đại trước đã dùng nó mà khắc thành một con truyện của nhà vua. Con truyện này lưu truyền trải qua rất nhiều triều đại. Nhưng đến đời nhà Tống thì bỗng nhiên một hôm, viên ngọc quý giá ấy không cánh mà bay. Lúc bấy giờ Cẩm Y thị vệ ở trong triều thải đều đoán rằng người đánh cắp viên ngọc vô giá kia không phải ai khác hơn chính là chúa đảo Đào Hoa, một tài khét tiếng trong nghề chơi ngọc. Sự ước đoán ấy quả thật là đúng 100%. Nhưng không có một người nào dám đặt chân đến Đào Hoa đảo để tìm lấy lại viên Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Cũng vì việc này mà đương kim hoàng đế nổi giận đùng đùng, chém bay đầu bốn vị tổng binh ở trong đoàn Cẩm Y thị vệ. Triều đình rất ư là mê tín, cho rằng Truyền Quốc Ngọc Tỷ đã mất thì giận nước sẽ suy vi. Cho nên trong triều trải qua nhiều đại biến thiên. Nhưng người nào ai lên ngôi hoàng đế thải đều canh cánh ở bên lòng về viên Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Mãi cho đến khi ngai vàng lọt về tay của Chu Nguyên Chương thì ông ta cũng không quên viên Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Khác hơn những vị hoàng đế ở trong tiên triều, sau lưng của Chu Nguyên Chương có một nội lực lượng hùng hậu là Minh Giáo. Cho nên ông ta quyết tâm lợi dụng khối võ lâm cao thủ này để truy tầm cho ra món bảo vật vô giá kia. Mai sau gần đây Dương Tiêu giáo chủ bỗng đột nhiên nghe tin người trong cái bang sắp khai thác kho tàng khổng lồ mà khi xưa Hoàng Dược Sư đã để lại. Ông ta chắc rằng Truyền Quốc Ngọc Tỷ chắc chắn sẽ được di chuyển cùng với những ngọc ngà châu báu ở trong thánh địa. Dương Tiêu biết rằng sự việc này vô cùng trọng đại, cho nên cùng với Chu Nguyên Chương ngày đêm bàn luận ở trong biệt điện Thiên Hồng. Họ Chu nhất định truyền cho Dương Tiêu phen này phải đích thân xuất trận lấy cho kỳ được viên ngọc quý ấy trở về. Dương Tiêu suy tính nát nước, ông ta tung ra hàng hà sa số những thám tử dò xét thật chính xác thử xem viên Truyền Quốc Ngọc Tỷ này cái bàn sẽ vận chuyển theo đường lối nào và do ai áp giải. Thế là việc làm của Dương Tiêu tiến hành một cách kỹ càng và mật tin này bay về Thiên Hồng biệt điện cho Chu Nguyên Chương. Thì ra quả thật, Truyền Quốc Ngọc Tỷ vừa từ miền Tây Bắc xa xôi về tận Kinh Thành, nhưng chỉ có điều gian giải là người đứng ra áp tải viên ngọc này chính là một bậc lão thành trong làng võ với sự hỗ trợ của toàn lực cái bang. Do đó Dương Tiêu càng điều tra chừng nào ở trong lòng càng thêm lo lắng. Đoàn Bảo Phiêu hộ tống hòn ngọc này khoảng chừng 20 người, họ cải trang thành một đoàn thương buôn, gồng gánh chân lắm tay bùn, cốt che giấu hành tung chừng nào. Nhất cử nhất động của họ đều bị Thiên Hồng biệt điện theo dõi. Sau mấy ngày đường đoàn người buôn muối này vào trọ ở trong một lữ quán, họ có biết đâu vào lúc trời tối thì ở bên ngoài đoàn người của Dương Tiêu đã bày ra thiên la địa võng, quyết tung ra một mẻ lưới và bắt hết đoàn ổ trở về. Vào khoảng canh ba bóng tối chợt có một người xuất hiện. Người này thân hình giảm dở, khinh công cao diệu, dùng thuật bích hổ du tường, trèo lên chỗ ngủ của đoàn người buôn muối. Trong một cái chớp mắt thì người khách giả hành này đã đi sát đến mái nhà và bắt đầu ghé mắt nhìn vào bên trong. Trong kia là một dải hành lang u tối, dơi bóng đèn vàng nhạt. Người này trông thấy ở trong xó tường bày ngổn ngang những bao muối và đồ gồng gánh.